Xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay tôi quay lại với chương trình và muốn giới thiệu với các bạn về một hiện tượng mà xảy ra rất là nóng sốt gần đây. Đó là chính là hiện tượng về tỷ giá. Tỷ giá đồng Việt Nam đồng gần đây, như trong chương trình bản tin của chúng tôi đưa ra cuối tuần trước, thì Việt Nam đồng ngay trong tuần vừa rồi đã vượt đỉnh, đi về ngưỡng tiệm cận 25.000 trên một USD, cùng pha với lại nhiều đồng nội tệ khác của các quốc gia khác trên thế giới. Và điều này thì trên thị trường có một cái theme chung về cái sự ảnh hưởng của tỷ giá đối với tình hình doanh nghiệp, là mọi người tư duy theo hướng là những doanh nghiệp nào xuất khẩu được nhiều hàng hóa ra nước ngoài, thu về đồng USD thì đương nhiên kết quả kinh doanh là tốt. Tuy nhiên thực tế thì không hẳn là như vậy. Vì thế chúng tôi làm chương trình này để giới thiệu đến các bạn một trong những phương pháp đánh giá tác động của tỷ giá lên tình hình kinh doanh nội tại của doanh nghiệp thông qua bản cân đối kế toán. Và trong chương trình thì chúng tôi cũng đưa ra thêm những cái ví dụ để về cách về tìm và phân tích ảnh hưởng của tỷ giá qua những bảng cân đối kế toán của những doanh nghiệp như là Hòa Phát, như là Nam Kim, như là Mai Sung Hồng, để chúng ta có một cái phương pháp toàn diện hơn. Về mặt nguyên lý thì tỷ giá lên thì giá trị nợ bằng ngoại hối tăng, và từ đó nó gây ra một cái thiệt hại gọi là lỗ tỷ giá. Về mặt nguyên tắc thì tất cả các khoản chênh lệch lại tỷ giá, dù phát sinh lãi hay phát sinh lỗ, thì đều phải ghi nhận vào kỳ kế toán có phát sinh. Và vì thế nên là tỷ trọng nợ bằng ngoại hối của một doanh nghiệp càng lớn thì khả năng mà doanh nghiệp đấy bị ảnh hưởng khi mà tỷ giá lên càng cao. Nếu chúng ta, những nhà đầu tư có kinh nghiệm thì có thể sẽ nhớ đến cái trường hợp của Nhiệt Điện Phả Lại khi mà họ vay ngoại hối để đầu tư nhà máy những gọi là thập kỷ trước đây. Thì mỗi lần mà tỷ giá biến động mạnh thì báo cáo tài chính của Nhiệt Điện Phả Lại, kết quả kinh doanh của Nhiệt Điện Phả Lại gần như là bị ảnh hưởng ngay lập tức, có thể lỗ rất nhiều, có thể lãi rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào một doanh nghiệp giả định, một doanh nghiệp ví dụ để nhìn rõ hơn cái nguyên lý tỷ giá tác động như thế nào đến tình hình tài sản của doanh nghiệp. Ở đây chúng ta có một ví dụ, một doanh nghiệp họ có nợ ngoại tệ chiếm 50%, nợ Việt Nam đồng chiếm 50%, và còn phần đối ứng còn lại là vốn chủ sở hữu. Vậy thì khi tỷ giá USD Việt Nam tăng 6% như từ đầu năm đến giờ thì sao? Câu trả lời sẽ là giá trị nợ bằng ngoại tệ quy đổi sang Việt Nam đồng cũng tăng lên 6%. Và lúc đấy thì tổng cái phần nợ của cả doanh nghiệp, tức là cả cái phần nửa vòng tròn này, nó sẽ tăng tổng cộng lên là 50% nhân 6%, tương đương 3%. Để nhắc đến các bạn dễ hiểu hơn, thì một doanh nghiệp trong một môi trường bình thường, ví dụ như ngành thép, thì biên ROA đâu đấy được khoảng từ 5 đến 7%. Trong điều kiện bình thường, doanh nghiệp thủy sản cao hơn một chút, doanh nghiệp may mặc cũng cao hơn một chút, nhưng mà tiệm cận được đến 9%. Như vậy thì các bạn nhìn, nếu mà bình thường khi mà tỷ giá thay đổi 6% khiến cho tổng nợ tăng lên 3% như thế này, tức là nó lấy đi ít nhất là 1/3 thành quả là lợi nhuận của một doanh nghiệp bình thường, thì nó là một con số rất là kinh khủng. Như vậy là chúng ta đã hiểu về nguyên lý. Về cơ bản tôi nhắc lại, tức là nợ bằng ngoại hối càng lớn thì khi mà tỷ giá tăng lên, nó làm cho cái khối lượng nợ tăng lên, và cái phần chênh lệch tăng lên đấy thì doanh nghiệp phải ghi trích lập vào trong phần lỗ tỷ giá trong báo cáo kết quả kinh doanh, làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và làm họ phải mang thêm một cái khoản gọi là nợ lớn hơn so với mức bình thường. Vì vậy tăng tỷ giá đối với một doanh nghiệp đang có nhiều nợ bằng ngoại hối là không tốt. Bây giờ chúng ta đi vào thực hành. Ở đây chúng tôi sẽ cố gắng hướng dẫn cho các bạn tìm cái phần nợ bằng ngoại tệ trong bản cân đối kế toán của một doanh nghiệp. Ở đây có ví dụ về Hòa Phát, về Nam Kim, về Mai Sung Hồng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn xem cái lãi lỗ từ chênh lệch tỷ giá trong các kỳ trước của doanh nghiệp, và xem và đánh giá được những cái tác động ở những kỳ trước nó như thế nào.
chúng ta bắt đầu đầu tiên với HPG. Ở đây chúng ta thấy là trong phần vay ngắn hạn của doanh nghiệp thì tổng vay ngắn hạn tại ngày 1 tháng 1 năm 2022 là 43.700 tỷ. Tiếp đến ngày 30 tháng 6 thì con số nợ này tăng lên là 56.575 tỷ. Và sau khi chúng ta đọc kỹ phần thuyết minh, ở đây là thuyết minh số 25.1, số dư vay ngắn hạn tại thời điểm lập báo cáo này, tức là ngày 30 tháng 6 năm nay, thì HPG họ chia ra là giá trị bao gồm khoản vay bằng Việt Nam đồng và USD với giá trị tương ứng ở đây là 22 và 27.000 tỷ. Tức là họ có một khoản vay nợ bằng USD ở đây trị giá là 27.477 tỷ đồng. Ngoài ra, đây mới là vay ngắn hạn. Chúng ta tiếp tục quay sang với lại vay nợ dài hạn. Nhìn vào vay nợ dài hạn của HPG, chúng ta có thể thấy một số cái khoản vay bằng USD bao gồm đây, vay ngân hàng BNP Paribas này, vay của ngân hàng Woori này. Một khoản thì đáo hạn năm 2023, một khoản thì xa hơn năm 2027, tổng hai khoản cộng lại là 2.169 cộng với lại 940. Đầu đấy nó rơi vào khoảng 3.209 tỷ. Tức là tổng cộng cả vay nợ ngắn hạn và vay nợ dài hạn bằng USD của Hòa Phát cộng lại thì nó chiếm đến hơn 30.000 tỷ Việt Nam đồng. Vậy vay nợ như vậy thì ảnh hưởng như thế nào? Thì chúng ta quay lại nguyên lý ước tính theo cái công thức mà chúng tôi đã đưa ra để có thể tính ra được cái thiệt hại mà doanh nghiệp có thể phải tiếp nhận nếu không có những biện pháp và công cụ tài chính thích hợp. Ngoài ra, bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể đọc kỹ hơn về những cái mức lãi suất bằng USD. Doanh nghiệp cũng đều nêu ra rất chi tiết trong báo cáo, phần thuyết minh báo cáo tài chính của họ. Ví dụ như ở đây, doanh nghiệp Hòa Phát trong giai đoạn 6 tháng đầu năm thì cái lãi suất USD của họ chỉ từ 1,6 đến 3,4% thôi. Bên phần vay nợ dài hạn cũng như vậy. Đây, khoản vay, ví dụ như khoản vay của Woori Bank, họ chịu lãi suất swap kỳ hạn và cộng thêm 2,25% một năm. Tức là nếu mà cái lãi suất swap này lên thì cái phần lãi vay trả bằng USD cũng tăng lên. Vậy thì các quý trước, ví dụ như là ngay trong quý 2 thì Hòa Phát họ đã phải trích lập cái phần thiệt hại cho cái chênh lệch tỷ giá này như thế nào, thì chúng ta đi vào cái slide tiếp theo. Ở đây chúng ta thấy trong kỳ 6 tháng có hai khoản, thứ nhất là doanh thu hoạt động tài chính và thứ hai là chi phí tài chính. Đây sẽ là hai khoản mà doanh nghiệp họ kết chuyển cái lãi lỗ từ chênh lệch tỷ giá của họ vào. Chúng ta thấy ở đây là lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện là 531 tỷ. Tuy nhiên, lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện và chưa thực hiện hai khoản ở đây lần lượt là 949 và 794 tỷ. Tức là tổng cộng lại nó khoảng 1.700 tỷ so với lại 531 tỷ này. Nét ra, trừ cho nhau ra thì cái phần thiệt hại từ tỷ giá của Hòa Phát riêng trong kỳ 6 tháng đầu năm khi mà tỷ giá chưa biến động nhiều thì đã là 1.200 tỷ rồi. Tiếp đến, chúng ta đi với một doanh nghiệp tiếp theo trong ngành thép, đấy là Nam Kim. Nam Kim thì có một cái đặc thù hơn. Trước đây chúng tôi đã trình bày trong báo cáo về ngành thép của Nam Kim và Hòa Sen. Thì ngay từ thời điểm đấy, chúng tôi đã nhận ra là Nam Kim họ chỉ có vay ngắn hạn. Tuy nhiên, trong cái tổng cái lượng vay ngắn hạn của Nam Kim thì tỷ trọng của vay USD cũng không nhỏ,
chúng ta thấy ở đây là tổng vay ngắn hạn là 4.800 tỷ. Trong số đó thì khoản vay lớn nhất nó lại là vay bằng USD trị giá 2.113 tỷ và 142 tỷ. Tổng lại thì họ cũng đang phải gánh là khoảng 2.200 tỷ. 2.200 tỷ đô tiền nợ. Và tương tự như với Hòa Phát thì các bạn cũng có thể kiểm tra cái báo cáo kết quả kinh doanh, đặc biệt là trong phần thuyết minh của Nam Kim, để đánh giá xem từ trước đến giờ thì những cái chênh lệch biến động về tỷ giá tác động như thế nào đến kết quả kinh doanh của họ. Và từ cái con số 2.200 tỷ này thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng là chúng ta có thể áp dụng công thức để tính ra được những cái rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong cái giai đoạn tỷ giá biến động hiện tại. Đối với May Sông Hồng thì chúng ta cũng tương tự có thể áp dụng được những cái công thức mà chúng tôi vừa đưa ra. Ở đây chúng ta thấy là ngay trong phần thuyết minh về vay nợ tài chính của May Sông Hồng, các bạn có thể thấy một cái khoản vay bằng USD tương đối lớn. Ở đây bao gồm 270 tỷ vay của Ngân hàng Thương mại Đầu tư Phát triển Việt Nam Nam Định và 493 tỷ đồng là vay của Ngân hàng Công Thương cũng bằng USD. Ở dưới này các bạn có thể đọc về các khoản vay này, các cái loại tài sản dùng để đảm bảo và cái phần lãi suất của cái khoản vay để ước tính được là nếu lãi suất thay đổi thì doanh nghiệp bị ảnh hưởng như thế nào. Hoặc là các bạn cũng có thể dựa công thức mà chúng tôi đã nói để tính ra cái rủi ro mà chúng ta sẽ gặp phải nếu không có công cụ về hedging tỷ giá hoặc công cụ tài chính khác để đảm bảo là cái biến động tỷ giá nó không ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Hy vọng là những kiến thức mà chúng tôi vừa đưa ra sẽ giúp các bạn phần nào đấy có thêm được một cái góc nhìn về biến động của tỷ giá lên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, lên cấu trúc tài sản, đặc biệt là lên nợ của doanh nghiệp. Từ đấy đưa ra được một cái nhận định rõ ràng hơn, chính xác hơn về việc tỷ giá ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp, chứ không phải là lúc nào thì tỷ giá lên cũng tốt cho doanh nghiệp xuất khẩu. Ví dụ ở đây ngay trước đây chúng ta có cả May Sông Hồng, có cả Nam Kim. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị hãy like và subscribe kênh YouTube của Pi Tree để cập nhật thêm nhiều thông tin thiết thực và thú vị về thị trường chứng khoán nhé.